Mỗi khi nhắc đến dòng SUV off-road biểu tượng, người Mỹ có Jeep Wrangler, người Đức có Mercedes G-Class, thì niềm tự hào của người Anh chính là Land Rover Defender. Hai chiếc Land Rover Defender về Việt Nam cách đây chưa lâu thuộc phiên bản đặc biệt 1948-2015 X-Spec Edition. Land Rover Defender X-Spec Edition sở hữu ngoại thất màu đen bóng và vẫn còn đó những nét thiết kế vuông vắn vừa thời gian. So với phiên bản thường, chiếc xe khác biệt ở lưới tản nhiệt thanh ngang to bản, bộ tời kéo, giá nóc và ống thở cho động cơ. Mâm xe có màu đen bóng tương tự tổng thể, kích thước 16 inch lấy từ bản Autobiography. Sự độc đáo của xe tiếp tục được thể hiện qua con số 1948-2015 trên kính chắn gió và phía sau xe. Biểu tượng cờ Anh màu trắng nằm sau hộp bánh xe. Nền logo Land Rover có màu đen thay cho màu xanh lá như thông thường. Defender X-Spec Edition mang phong cách dòng Station Wagon. Bên trong, nội thất xe đi theo hướng đơn giản, vô lăng không có bất kỳ nút bấm nào, điều hòa một vùng cùng ghế ngồi bọc da và nỉ. Thậm chí, cửa kính ở hàng ghế thứ hai vẫn được mở bằng cách quay thủ công. Hàng ghế thứ ba chỉ có thể tiếp cận từ phía cốp thay vì gặp hàng ghế thứ hai như thông thường. Xe có sưởi kính, đồng hồ analog ở trung tâm, cần gạch cầu và hai cửa sổ trời nhỏ. Con số 1948-2015 được khắc chìm ở cụm đồng hồ. Defender X-Spec Edition được thiết kế đơn giản bởi đây là dòng xe chuyên off-road nên mọi thứ đều phải dễ dàng sửa chữa hoặc thay thế. Về khả năng vận hành, xe được trang bị động cơ máy dầu 2.2 lít 4 xi lanh chẳng hàng, cho công suất tối đa 120 mã lực và mô men xoắn cực đại 360 Nm. Hai thông số trên đều đạt được ở vòng tua 2.000 vòng trên phút, đi kèm một số 6 cấp, số tay hoặc tự động cùng hệ thống dẫn động 4 bánh. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km trong 17 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 145 km/h. Trang bị an toàn đi kèm bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát độ bám đường ETC. Hai chiếc Land Rover Defender về Việt Nam được nhập khẩu chính hãng và có giá bán hơn 3 tỷ đồng.